Phương Hải Long có đi học. Ok. Hôm nay là ngày sinh nhật của hai bạn là Thanh Hương, Hải Long học lớp GMAT 49. Thì đây là hai món quà nho nhỏ mà eQuest muốn dành cho cả hai bạn. Chúng mình cùng lên lớp nhé. Nhìn là rất là dễ thương phải không nào? Mình đang đi đến tầng 4 rồi, sắp đến tầng 6 rồi. Mang lại vinh dự cho eQuest.